nó chào các bạn quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn là khung cảnh là buổi chiều quê cách đồng lúa vụ 3 tại là Thủ Thừa Long An nha các bạn. Thì trà lúa này mình thấy là cũng gần ôm đồng rồi nha. Thì mình xin chia sẻ đến các bạn là xem giải trí khung cảnh buổi chiều quê nha các bạn.